bởi vì chốt là 5C. Hãy cùng xem Quân trong trận này. Không kịp nhìn Quân. Bên kia là Pergrick đúng không? Đây là Sumerian tới từ game thủ chim sẻ. Màn hình máy tới từ game thủ chim boy cầm baby. Bên kia Quân gì nhỉ? Grick cái gì đấy? Grick Min. Ừ đúng không? Grick Min. một trận đấu mà chủ tịch Chiboy thử lòng BB Club và mới phát hiện rằng là đội bạn đánh vẫn cần rất nhiệt tình. Như vậy chúng ta cần phải, như vậy là Thầu là người cầm Minoan và BB là người cầm Rick. Như vậy chúng ta cần phải hết sức cố gắng trong trận đấu thứ 5 để có thể có được một chúng ta sẽ cần phải có được một trận đấu kết thúc buổi giao hữu hôm nay. Thắng thì là thắng rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng thắng 4-1 nó sẽ đẹp hơn so với thắng 3-2. 10-12. Bảy hiệu đầu tiên bốn con đã được đưa về với nhà chính của game thủ LG Boy. Còn đây là máy tới game thủ chim sẻ. Đưa con voi đầu về với nhà chính, có một voi, có con voi thứ hai. Một sư tử đứng cạnh. Zoom Baby đối đầu với Grigmin. Về mặt lý thuyết là đội bạn vẫn đang, về mặt lý thuyết là đội bạn vẫn có thể đánh được trong trận này chứ không phải là không. Khi mà Minoan của Thầu nếu như khỏe là hoàn toàn có thể cân được đôi, nên anh em cần phải cẩn thận, hết sức tập trung trong trận này. Kami bình luận yếu hơi quá. Bây giờ thì bình luận sau 3C nó hò hét. Bây giờ cũng hơi yếu tí nhưng không sao cả. Sẽ cố gắng nốt C cuối. Sumerian tới từ game thủ chim sẻ. Chúng ta hãy cùng chờ xem trận đấu này. Sẻ như vậy là bài của sẻ cũng đã có thể đánh được cung thì phải. Nhà cũng khá nhiều rừng đấy. Sẻ đóng một cái S để có thể ăn được bầy hiêu. Bàn đánh máy của game thủ chim bò. Nhà chi bòi cũng là tương đối khung. Ai sẽ là người đánh cung và ai là người đánh chém trong trận này. Như vậy là bài của hai game thủ đã có quả phụ dành cho sẻ. Có lẽ là sẽ là một cung một chém. Và chi bòi sẽ là người đánh chém chẳng. Như vậy là thêm hai voi nữa dành cho chi bòi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem trận đấu này chi bòi. Tình huống cầu vòi không phải là hứa hình của chim bòi mà một tình huống đang đi thì đập mặt vào lưỡi vàng. 23-24 đưa con vòi tiếp theo về với nhà chính. Không sao cả. Vẫn ổn. Một tình huống... Vâng, đóng S ăn hộ tới từ game đổi Leo Chi Boy. Cảm ơn BB. BB đang lùa hiêu ra một vị trí rất đẹp để chúng ta có thể có được một vị trí đóng S đẹp nhất. Như vậy đây là một trận đấu mà Chi Boy sẽ là người đánh cung. 8-34-26 nông dân. Và sẽ là người đánh chém. Và đánh máy tới game thủ chim sẻ. 25 nông dân. Sẻ đang nhìn nhà cửa của mình để có thể có được những nhà điều kiện đóng bo bế nhà cửa một cách hợp lý nhất. Tiểu màn thầu 26%. Và có vẻ như đó là một bài Minoan sẽ đánh cung A với 27 nông dân dành cho game thủ tiểu màn thầu. 27 dân, 26% chỉ số giỏ. Có lẽ rằng thầu sẽ là người đánh cung A thật rồi. Ừ thế là đánh quá. BL và BM được thiết kế dành cho game thủ chim sẻ. Kích ở khoảng 10-30. Chúng ta hãy cùng chờ xem sẻ sẽ người thi đấu như thế nào. BB Club có vẻ yếu nhỉ. Em nghĩ là đen thôi chứ cũng không phải là yếu đâu. Bởi vì
ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái trận đấu mà sinh ra để cho chúng ta giành được chiến thắng. Tất nhiên là không thể phủ nhận một điều rằng là anh em đã đánh chuẩn và cũng rất hay. S để có thể ăn vàng ra những cái đường chia sẻ. Và đây là một tình huống chéo cánh thẳng sang nhà của BB, khi BB là người cầm Greg, công giáp đầy đủ luôn. Chết 3 dân dành cho BB. Một bài đấu mà BB dường như cũng đánh ít dân thôi. BB đánh ở thế thủ. Còn cửa giò ở đây mà đánh máy từ Chick Boy. Chick Boy kích có lẽ là cuối 10 hoặc là chấm được 11 một chút. Bò bế nhà cửa của mình vào xẻ. Và Chick Boy cố gắng đánh chết, giải quyết nhanh BB đi. Bàn máy của chim sẻ. B cũng là người lên đời khá sớm ở trong trận này. 5 nông dân của BB phải nằm xuống. Rất ngon. Hai lạc đà đều trong trận đấu đầu tiên. Một điều hơi đáng tiếc một chút đó là Sumerian không có ngựa chém. Như vậy là khi mà giải quyết xong BB thì chim sẻ, vâng, có lẽ đường chuyển vẫn sẽ, có lẽ vẫn sẽ phải đánh lạc đà để đối đầu với Kuma của Tiểu Màn Thầu để có thể đảo cho Chị Boy. Ăn được rất nhiều dân của BB rồi. Và đây là tần lao thẳng vào nhà của game thủ Tiểu Màn Thầu. Thầu đang chưa bỏ bế gì cả nhà cửa của mình. Và tỷ số không, chưa mới đang thấy giật giật thôi. Năm đông dân của Tiểu Màn Thầu nằm xuống. 32-32. Tần lạc đá tiếp theo đang đẩy sang. Không có vẻ như Chị Boy bị lọt. Chính vì thế mà đội bạn vẫn đang đánh. Tham Lai đang là 22-48. Vào đây. Và Chị Boy cũng đã mất rất nhiều dân. Xẻ thì đang chém hay rồi, nhưng Chị Boy cần phải tập trung. Hai con đấy. Vâng, trở lại với máy ưu tiên thủ chim sẻ. Tham Lai là 36. Một tần vừa chém và vừa công cực hay tới được game thủ chim sẻ. Và tần này thì quyết chưa. 36-44. Vâng, minoan của game thủ Tiểu Màn Thầu đã mất cực kỳ nhiều dân. Một trận chém mà người ta gọi là chém mô tới được game thủ chim sẻ. Chém chết bi, chém chết thầu và đỡ nhà cho game thủ Chị Boy. Vâng, quá mắc bình tới game thủ chim sẻ. Không thể tuyệt vời hơn nữa rồi. Và là 1-0 trong trận đấu thứ 5 dành cho chim sẻ đi nắng. Chém cực kỳ kinh khủng. Vâng, chém chết bi, chém chết thầu và mang lại đà đỡ nhà cho Chị Boy. Một trận đấu mà có lẽ rằng là chém mẫu tới từ game thủ chim sẻ và là 1-0 dành cho Liên Quân. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với trận đấu thứ hai của series này.